chi tiết đặc biệt về chiếc áo mà người hùng Trung Văn Nam mặc khi cứu bé gái. Thời điểm vụ cháy xảy ra ở phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, người hùng Trung Văn Nam sinh năm 1988, mặc chiếc áo đồng phục học sinh giản dị. Cho tới khi đến trụ sở công an quận Hoàng Mai để dự buổi khen thưởng, anh vẫn vận chiếc áo này, đi trên xe máy cà tặng cùng túi đồ nghề sửa điều hòa tới. Chia sẻ trên VTV, anh Nam đã kể điều đặc biệt về chiếc áo này. Thật ra cái áo này theo mình mấy chục năm rồi. Trường bán công số 1 Nông Cống, Thanh Hóa. Ngày xưa, nhà nghèo nên làm sao may áo cho thật to để lớn lên không bị chật. Tới bây giờ mình mặc mà vẫn vừa. Với mình bây giờ chiếc áo là một kỷ niệm trong cuộc đời. Nếu mà không rách thì mình cứ mặc bình thường. Anh Nam nói về chiếc áo đồng phục cấp 3 của mình. Theo người hùng Trung Văn Nam, anh quê ở Nông Cống, Thanh Hóa, còn vợ anh quê Thường Tín, Hà Nội. Anh kể, khi được mọi người gọi là người hùng, anh rất ngại vì việc anh làm rất nhỏ, chỉ theo bản năng. Anh mong muốn mọi người có thể cứ gọi anh là Nam Điều Hòa vì anh làm nghề sửa điều hòa. Anh tâm sự, từ nhỏ khi đi học, anh có mong muốn thi vào các trường quân sự, an ninh, công an. Đó là mơ ước rất lớn, nhưng do học không tốt nên không thể đậu. Mình được cầm vòi nước phun rất là thích. Những kỹ năng đấy mình học hỏi được trong quá trình đi làm điều hòa. Mỗi lần treo được cục nóng lên cao, không phải như túi mình xách lên mà phải phát lên vai, leo lên trên. Có những tòa nhà trên cao mình phải ôm cục nóng tu dây xuống, anh kể trên VTV. Chia sẻ trên báo Lao Động, anh nói công việc của mình đi nhiều, lắp và sửa chữa điều hòa và suốt ngày leo trèo. Vậy nên những chỗ như vị trí căn nhà cháy với anh là bình thường. Anh tâm sự, sau khi mình xuất hiện nhiều trên TV và có cả bằng khen mang về nhà, con nhỏ của anh xem được, rất là vui mừng. Trước đó, sau sự việc, không quản nguy hiểm, lao vào biển cứu bé gái, anh Trung Văn Nam đã được Thủ tướng tặng bằng khen, được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trước đó đã quyết định tặng bằng khen cho hai cá nhân, trong đó có người hùng Trung Văn Nam. Giới chức tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến gia đình anh Nam ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống để trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Do anh Nam cùng vợ con đang sống và làm việc tại Hà Nội, nên cha mẹ anh đã nhận thay.